Thưa quý vị, phát huy vai trò của thanh niên trong công tác an sinh xã hội, dịp Tết Nguyên đán năm nay, đoàn thanh niên các cấp tại Đà Nẵng đã nỗ lực huy động, kết nối hết các nguồn lực, chung tay mang xuân yêu thương đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thông điệp mùa xuân, mùa của sẻ chia. Những phiên chợ không đồng như thế này đã được thành đoàn Đà Nẵng tổ chức khá nhiều lần trong các đợt dịch vừa qua, nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong những ngày Tết đến xuân về, những phiên chợ không đồng lại tiếp tục được mở ra, đón người dân, người lao động còn khó khăn đến tự chọn cho gia đình những nhu yếu phẩm cần thiết trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Hôm nay nhận được phần quà của ở đây là tôi rất sung sướng và hạnh phúc được ấm no trong 3 ngày xuân. Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, thì thành đoàn đã tổ chức rất nhiều hoạt động để chăm lo cho bà con khó khăn, từ các cái hoàn cảnh của thiếu nhi, đoàn viên thanh niên cho đến người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Các hoạt động này được triển khai từ ngày 10 âm lịch đến 26 âm lịch và các cái phần quà trị giá gần 1 tỷ đồng để chăm lo cho bà con trên địa bàn toàn thành phố. Cứ thế, những hoạt động chăm lo hỗ trợ Tết cho đối tượng chính sách, người dân khó khăn, cán bộ chiến sĩ biên phòng, cựu thanh niên xung phong, thanh thiếu nhi công dân được triển khai rộng khắp tại các xã phường khu dân cư, qua đó lan tỏa yêu thương khi mùa xuân về, truyền đi nguồn năng lượng ấm áp cùng dịu nhau qua đại dịch. Trong cái dịch Covid khó khăn này, bây giờ em nhận được món quà này cảm thấy là rất vui. Những món quà được trao tay, dù giá trị vật chất không lớn, nhưng là sự động viên ý nghĩa, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương, để mùa xuân là những mùa vui.